Dạ rồi, em xin chào quý khách hàng của tiệm vàng Kim Thành Thảo ha. Địa chỉ bên tiệm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy anh chị ơi. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mấy anh chị một lô hàng siêu khủng vừa cập bến bên em luôn nha. Đó, một lô xi men siêu khủng nha mấy chị nha. Em về xi men đây. Xi men em có đầy đủ bảng luôn nha cho mấy chị nha. Ống tròn, bảng vuông nha, đầy đủ kích cỡ luôn cho mấy chị. Phát tài, phát lộc, vinh hoa, phú quý, chữ thương hiệu luôn nha mấy chị nha. Đó, tình yêu nào thích cái mẫu này, chuẩn bị em sẽ quay cận cảnh lên cho mấy chị xem nha. Đó, mấy chị lưu ý giùm em là bên em chỉ có một số điện thoại, số tài khoản duy nhất thôi nha. Số tài khoản là 25391629, ngân hàng ACB. Chủ tài khoản tên là Trần Thị Minh Châu nha mấy chị. Trước khi mình chuyển khoản bên em là mình nhớ ép qua Zalo, gọi điện thoại video để xác nhận tiền với lại cô chủ rồi mình hãy chuyển khoản nha. Để tránh những cái trường hợp mình bị lừa đảo nha mấy chị yêu nha. Rồi, mấy anh chị lưu với lại địa chỉ bên tiệm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy tình yêu nha. Rồi, hôm nay là em về tiếp tục là dòng con rùa nha. Đó, dòng con rùa, mặt con rùa và mặt Hello Kitty nè, nhẫn con mèo chiêu tài nè. Đó, mình đeo là tài nọc vô lực cho mấy tình yêu luôn nha. Hồi nữa em sẽ quay sơ lược qua cho mấy chị xem một chút xíu. Hôm nay là em về nha mấy chị nha, về dây bi nha, em có đầy đủ kích cỡ luôn cho mấy chị yêu luôn. Đó, dây bi là em về ngập tràn luôn nha mấy tình yêu nha. Bi lớn, bi nhỏ, bi cỡ nào cũng có luôn, từ 4 chỉ cho đến là 1.5 lượng nha mấy chị nha. Đó, đầy đủ luôn cho mấy tình yêu của em luôn nè. Đó, quá trời luôn mấy tình yêu ơi. Nhanh tay chụp màn hình lại giùm em gặp. Rồi, tiếp tục nha mấy chị nha. Rồi, tiếp tục là em có về dây vảy cá nữa nha mấy chị nè. Đó, dây vảy cá nha. Đó, đeo cực kỳ đẹp luôn, cháy hàng bây giờ. Hôm nay em mới tranh giành dữ lắm mới được mấy dây đây mấy chị ơi. Đây, dây vảy cá quá xuất sắc luôn. Dây này nặng là tầm khoảng là 5 chỉ mấy, 6 chỉ một dây nha mấy tình yêu nha. Dài là tầm khoảng là 4 tấc rưỡi cho đến 4 tấc 6 một dây. Tình yêu nào thích mẫu này nhanh tay cứ chụp màn hình lại giùm em. Nhanh tay còn chậm tay hết nha mấy chị nha. Chỉ 2 dây duy nhất thôi nha mấy chị. Hết hàng luôn rồi mấy chị ơi. Rồi, tiếp tục em có cái dây dạng oval móc kim tiền nha. Dây này là dạng dây dài tầm khoảng là 6 tấc nha mấy tình yêu nha. Đó, em về quá trời dây để phục vụ cho mấy anh chị nè. Mình đeo tết tới nơi rồi mấy chị ơi. Đó, mình đeo là chiêu tài lọc vô nha. Tài lộc vô nườm nượp luôn cho mấy tình yêu luôn. Đó, đeo dây kim tiền là tiền vô nườm nượp luôn cho mấy tình yêu của em nha. Đó, quá xinh luôn. Tình yêu nào thích mẫu dây này thì nhanh tay cứ chụp màn hình lại giùm cho em gái nha. Rồi, tiếp tục em có về lắc nè, lắc kiểu thương hiệu Lệ Vi nha mấy chị nha. Đó, lắc kiểu thương hiệu Lệ Vi quá xuất sắc chưa, quá ư là đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Lắc này nặng là tầm khoảng là 3 chỉ cho đến là 4 chỉ nha mấy chị nha. Đó, tình yêu nào thích mẫu này nhanh tay chụp màn hình lại giùm cho em gái nha mấy chị yêu nha. Quá ư là đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Rồi, tiếp tục nha mấy chị. Tiếp tục là em về siêu phẩm cực kỳ đẹp, cực kỳ dễ thương, rất là cute formwear luôn mấy chị yêu ơi. Đây, nhẫn con mèo chiêu tài nha. Đó, mình đeo là tài lộc vô nườm nượp luôn giùm em gái nha. Đây, nhẫn con mèo chiêu tài đây mấy tình yêu ơi. Đai này là dạng đai kim tiền hút máy luôn nha. Đó, đai này là đai kim tiền hút máy luôn. Quá xuất sắc luôn. Rồi, nhanh tay cứ chụp màn hình lại cho em gái nha mấy anh chị nha. Rồi, tiếp tục nha mấy anh chị nha. Tiếp tục em có nhẫn hoa nha mấy anh chị nha. Nhẫn hoa hột màu em về được 3-4 màu. Trời, nó đẹp cũng rụng rụng luôn mấy chị. Đẹp quá xa đẹp luôn mấy tình yêu ơi. Đẹp quá đẹp luôn mấy tình yêu. Đó, đeo lên là sáng lấp lánh, long lanh lóng lánh. Mình đi đám đi tiền cái là sáng nhất đêm nay luôn giùm em nha. Hộp này là dạng hộp dưa nha mấy chị nha. Hộp dưa màu vừa móc máy vừa tắm nữa là sáng rực rỡ luôn cho mấy chị yêu của em luôn. Mẫu này nặng là tầm khoảng là 1 chỉ 7 1 nhẫn nha mấy tình yêu nha. Đó, tình yêu nào thích mẫu này nhanh tay chụp màn hình lại cho em gái. Rồi, tiếp tục em sẽ qua một cái siêu phẩm tiếp theo nha mấy chị nha. Em về bông tai để mình đeo nè.
đi chơi đi đâu đó với bạn bè nè, đi đám đi tiệc đeo cũng ok luôn giùm em gái nha. Đó, hàng bông này là hàng bông toàn ten nha mấy chị nha. Bông toàn ten quá xuất sắc luôn. Mẫu này nặng là tầm khoảng là 1.3, 1.1 nha mấy chị. 1.1 một đôi, quá ư là đẹp luôn mấy tình yêu ơi. 1.1 một đôi thôi, quá xuất sắc chưa? Đó, vừa tắm vừa một máy đeo rất là sáng luôn. Tiếp tục một siêu phẩm tiếp theo là em về bông sỏ nha. Bông sỏ con bướm bướm nha mấy chị nha. Con bướm xinh nè mấy chị nè. Full tắm luôn, bông sỏ con bướm full tắm luôn cho mấy tình yêu nè. Em có con thiên nga nữa nha mấy chị. Thiên nga Đỗ Huyền em có màu đen và màu đỏ nha mấy chị yêu nha. Đó, một thứ là em chỉ về được đơn hay đơn thôi. Cái này mấy hàng này là hàng đặt dành dật dữ lắm mới có hàng mấy tình yêu. Chứ còn không có hàng luôn nha mấy tình yêu nha. Đó, bông sỏ quá cưng luôn mấy tình yêu ơi. Đây, tiếp tục bông sỏ con thiên nga màu đen. Đây, bông dạng bông này là bông sỏ con thiên nga nha mấy chị nha, toàn ten con thiên nga màu đen. Rồi tiếp tục nha mấy chị. Em tiếp tục về tiếp theo là nhập lô hàng tiếp theo là con rùa nha mấy chị nha. Rùa mình đeo là sống thọ, mình đeo phong thủy sống thọ nè, sống lâu trăm tuổi luôn nha mấy tình yêu của em nha. Đó, mặt con rùa em về đầy đủ màu luôn cho mấy anh chị yêu. Em về đầy đủ màu luôn, muốn màu nào cũng có hết. Mấy chị đợi em gái tí xíu nha. Mấy tình yêu lưu ý giùm em là bên em chỉ có một số tài khoản duy nhất. Số tài khoản là 25391629. Ngân hàng ACB, chủ tài khoản tên là Trần Thị Minh Châu nha. Đây là mặt con rùa nha mấy chị nha. Mặt ông rùa quá xinh luôn. Mình đeo phong thủy luôn vẫn ok nha mấy chị nha. Mình hợp màu nào mình hốt màu đó giùm em gái nha. Đó, quá xuất sắc luôn. Mặt này tầm khoảng là 4,5 một mặt thôi. Quá đẹp luôn mấy chị. Đeo điệu ha, mình đeo đi chơi, đeo mấy dây mảnh đó là quá ư là cưng luôn mấy tình yêu ơi. Rồi tiếp tục em sẽ làm một mẫu khác cho mấy chị là dòng con rùa này mấy chị. Đó, em về ngập tràn dòng con rùa đây mấy chị yêu ơi. Em có đầy đủ màu luôn cho mấy tình yêu nha. Em có đầy đủ màu luôn. Đây, em có đầy đủ màu luôn cho mấy anh chị, dòng con rùa nha mấy anh chị nha. Nặng tầm khoảng là 2.1 một dòng, quá xinh luôn. Đai này là dạng đai kim tiền, đeo là tiền nọc, tiền tà vô nườm nượp luôn giùm em nha mấy anh chị nha. Rồi, tình yêu nào thích cái dòng con rùa để lại chụp màn hình lại giùm cho em gặp. Rồi, không để cho mấy anh chị của em đợi lâu nữa nha. Bây giờ em sẽ lên simen cho mấy tình yêu của em nha. Đây, simen em về quá xá nhiều luôn, nguyên một lô hàng simen luôn mấy anh chị ơi. Rồi, để bây giờ em sẽ lên cận cảnh bằng bộ cho mấy anh chị xem nha. Đây, em có 14 dòng xi men nha mấy chị nha. Thương hiệu nha mấy chị. Thương hiệu sáng lấp lánh luôn. Bản này là bản tầm khoảng 3 ly nha mấy chị nha. Đó, thích mẫu nào nhanh tay cái chụp hình lại giùm em nha. Đây là dạng móc máy nha mấy chị. Đó, dạng xi men móc máy. Dạ ơi, vô, lấy xi men lên giùm em với. Đây, còn đây là dạng xi men chữ nha mấy chị nha. Đời tôi nha mấy chị. Xi men em là quá xá luôn mấy tình yêu ơi. Đây, quá nhiều luôn. Em xin kính mời anh chị cô dì chú bác ghé đến bên tiệm em ha. Địa chỉ tiệm em là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy anh chị nha. Đó, mình ghé tiệm em để mình tặng cho mình và người thân những cái sản phẩm vừa mới vừa đẹp vừa độc lạ luôn nha mấy anh chị. Đây, xi men quá xá luôn mấy anh chị yêu ơi. Đó, còn tình yêu nào mà ở xa đó, ở gần đó thì mình ghé tiệm nha. Còn ở xa thì có gì mình chốt hàng qua online giùm em nha. Đó, quá đẹp luôn mấy chị yêu ơi. Đây em còn quá nhiều luôn. Để một hồi nữa em sẽ chụp mẫu rồi em quăng lên cho mấy chị coi cho nó dễ nha mấy chị nha. Xi men gì là về cực kỳ nhiều luôn nha mấy chị. Đó, xi men về quá nhiều luôn. Đây. Mấy tình yêu ơi, quá xá luôn mấy tình yêu ơi. Đó. Vừa về hàng luôn cho nên là em chưa có biết trọng lượng bao nhiêu. Cho nên là để có gì hồi nữa em chụp hình rồi em quăng lên cho mấy chị cho nó dễ coi nha mấy chị nha. Rồi, tình yêu nào thích mẫu nào nhanh tay chụp hình lên giùm chụp màn hình lại giùm em gái nha. Rồi, đến đây á, là em xin kết thúc cái video này nha mấy tình yêu nha. Em xin cảm ơn anh chị, cô dì, chú bác đã dành ra một ít thời gian quý báu để xem cái video này của em nha. Mấy anh chị lưu ý giùm em là bên em chỉ có một số tài khoản duy nhất thôi nha. Số tài khoản là 25391629, ngân hàng ACB, chủ tài khoản tên là Trần Thị Minh Châu nha mấy tình yêu nha. Trước khi mình chuyển khoản bên em là mình nhớ ép qua Zalo gọi điện thoại video để xác nhận tiền với lại cô chủ rồi mình hãy chuyển khoản để tránh những cái trường hợp mình bị lừa đảo nha mấy tình yêu. Rồi đến đây em xin chào và hẹn gặp lại những mấy tình yêu những cái video sau nha.